như thế này, cho vào làm sấy và tạo ra đây những sản phẩm như là nhào lắc khô, bột nhào, chào chút lọc. Vâng thưa quý vị, để có thể có được trường sản xuất này thì chị Dung đã mất khoảng 2 năm để tìm tòi nghiên cứu cũng như là tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm. Xuất phát từ những cái lý do nào khiến chị quyết định chọn quả nhau để có thể khởi nghiệp ạ? Khi mà mình phát hiện ra rằng là cái thị trường của cây nhào rất là lớn, là mình quyết định chọn cái cây nhào này để làm cái sản phẩm khởi nghiệp của mình. Những cái quả nhau sau khi tạo ra sản phẩm này thì nó có những công dụng như thế nào? Thường thường ở trong dân gian của người Việt Nam mình nó hay sử dụng cây nhào này để chữa những cái bệnh liên quan đến xương khớp và đồng thời là bệnh tiểu đường và bệnh tai chữa bệnh cao huyết áp và tăng cường sức đề kháng của cơ thể mình đây. Từ thành công ban đầu của nhau lạc khô thì cơ sở sản xuất này cũng đã cho ra đời rất nhiều những sản phẩm khác nữa để góp phần làm phong phú đa dạng hơn và tạo thêm nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Những sản phẩm này đã được kiểm nghiệm về chất lượng như thế nào chị nhỉ? Khi mà sản phẩm của mình đã được đóng gói bao bì thì mình đã có đi kiểm định tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế. Sau khi xuất hiện trên thị trường thì những sản phẩm từ quả nhau của chị Nhung ngày càng được nhiều người biết đến và thu mua, đầu ra ngày càng ổn định. Chính vì vậy mà việc mở rộng vùng nguyên liệu cũng rất được chú trọng đúng không ạ? Đúng rồi đấy em. Hiện tại thì chị đang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Phú để chúng ta nhân rộng cái nhà nông bà con nhân dân để mà tạo thêm cái nguồn thu nhập cho bà con ở đây. Với sức tiêu thụ như hiện tại cũng như những định hướng trong tương lai một cách rõ ràng thì đây được xem là một hướng đi mới rất là phù hợp và hiệu quả để bà con nông dân có thể có thêm một nguồn thu nhập chính từ cây nhau. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay.